Ngày 15 tháng 7 tại bản Năng Cát, xã Chí Năng, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức lễ ra mắt mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự xã Chí Năng, chi họ Hà, bản Năng Cát. Đến dự có đại diện lãnh đạo phòng xây dựng phong trào và bảo vệ an ninh tổ quốc Công an tỉnh Thanh Hóa, về phía lãnh đạo Công an huyện Lang Chánh có thượng tá Nguyễn Quang Thủy, trưởng Công an huyện Lang Chánh, lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các bàn ngành đoàn thể và nhân dân trong bản. Dòng họ tự quản về an ninh trật tự xã Trí Nang, chi Họ Hà, Bản Năng Cát có 32 hộ với 142 nhân khẩu. Việc ra mắt mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự xã Trí Nang, chi Họ Hà, Bản Năng Cát là một mô hình có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn Năng Cát cũng như xã Trí năng Thông qua mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự nhằm tuyên truyền vận động những thành viên trong dòng họ, thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước qua đó tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư có phần thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội cũng như phong trào khuyến học, khuyến tài trong dòng họ, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Mô hình tự quản về an ninh trật tự ở bản Năng Cát, xã Chí Nang sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng ý thức tự giác của nhân dân trong việc bảo vệ trật tự khu du lịch sinh thái Thác Ma Hào, bản Nguyên Sơ Năng Cát đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng du lịch sinh thái qua đây nhằm tạo ra thế trận an ninh nhân dân vững chắc góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở sau khi thông qua các quyết định về thành lập ban chỉ đạo xây dựng mô hình và thông qua quy ước của dòng họ tại buổi lễ thượng tá nguyễn quang thủy trưởng công an huyện lang chánh và lãnh đạo đảng ủy ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc xã đã chứng kiến lễ ký giao ước thi đua của các trưởng họ đại diện cho chi họ thứ đồng thời tổ chức cho từng hộ ký vào phiếu đăng ký thi đua làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự.